Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ngày 6 tháng 8 vừa qua, Triều Lê Sinh đã kỷ niệm 18 năm vào nghề. Ở thời điểm mới gia nhập làng giải trí Hoa Ngư, Triều Lê Sinh thường có vẻ thật thì trước những người đồng nghiệp. Tốt nghiệp đại học nghệ thuật chính quy, cô không ít bị chỉ trích những trình độ học vấn, kỹ năng diễn xuất và khả năng tiếng Anh. Thậm chí vào gạch ăn mặc của cô cũng là chủ đề bị Atipzen lấy ra bàn tán. Thế nhưng Triều Lê Sinh không nhụt nhạt mà luôn trao ngừng rồi bản thân, từng bước xây dựng một trí tuệ khó lòng. Trong sự màn ảnh Hoa Ngư, Triều Lê Sinh xuất hiện trong số phẩm truyền hình đình đám như Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cột Sử Kiều Truyền, tiên tuổi của nữ diễn viên tạo được ấn tượng trong lòng nhiều người hâm mộ. Không chỉ dừng lại ở đó, Triều Lê Sinh không ngừng luôn bàn tán bản thân. Mới đây cô nàng tiếp tục gây ấn tượng với vai diễn thẩm lý trong sơ phẩm cổ trang Phượng Hành. Hoạt động trong làng giải trí nhiều năm, diễn xuất của cô đang ngưỡng mộ. Những ngoài khả năng diễn xuất, đời sống tình cảm của cô cũng thu hút nhiều sự chú ý. Những thăng trầm của hôn nhân đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Chuyện tình giữa Triều Lê Sinh thu hút nhiều sự chú ý. Cuộc hôn nhân của cô với Phùng Tiểu Phong đã gây vô số đồn đoán dư luận. Cả hai đã hợp tác trong nhiều tác phẩm và cùng nhận được sự yêu mến của người hâm mộ. Tuy nhiên, sự vì hôn nhân thường nằm ngoài sự tưởng tượng của những công chúng. Không lâu sau khi kết hôn, Triều Lê Sinh thông báo mình mang thai, khiến cả mọi người đều bàng hoàng. Thậm chí có một số cho rằng Phùng Tiểu Phong vội vàng kết hôn, đạp vợ có bầu. Tuy nhiên hôn nhân của họ chỉ kéo dài 4 năm thì cả hai tuyên bố ly hôn, làm dậy lên nhiều đồn đoán và bình luận. Nguyên nhân cụ thể không ai biết, nhưng chỉ vì chi tiết vượt thì ra một số manh mối có lệ chính thích cách độc lập của Triều Lê Sinh đã thu hút Phùng Tiểu Phong. Nhưng cũng có chính tính cách quyết đoán này cuối cùng đã trở thành nguyên nhân khiến hai người chia tay. Trong thế giới cảm xúc, nhiều khi mọi chuyện không thể giải trí bằng lý trí. Vì cuộc hôn nhân của Triều Lê Sinh và Phùng Tiểu Phong, có lẽ người đều có quan điểm rằng chỉ có họ mới là người hiểu rõ nhất. Nhìn chung, Triều Lê Sinh là một nữ diễn viên đình đám theo đuổi ước mơ, làm việc chăm chỉ, đồng thời tiếp tục tạo dựng thế giới của riêng mình trong làng giải trí. Dù không có sự nghiệp hay mối quan hệ, cô ấy đều không ngừng trưởng thành và tiến bộ. Mới đây, nhãn hàng cung cấp sản phẩm chăm sóc tới sự phạt mang tên đại diện thức công bố Triều Lê Sinh là đại diện của phạt ngôn thương hiệu mới nhất của hàng. Trong hoạt động đầu tiên quảng cáo cho người thương hiệu, Triều Lê Sinh xuất hiện nhiều khoảng khắc đẹp xuất hiện. Mới đây, báo đã đưa tin Phùng Tiểu Phong và Triều Lê Sinh gặp mặt đứa con trai tới một nhà hàng ở Bắc Kinh ăn tối sau khi ly hôn được một năm. Cụ thể, Triều Lê Sinh và Phùng Tiểu Phong cùng xuất hiện một địa điểm của con trai dùng bữa, sau đó bé trai theo bảo mẫu ra khỏi nhà hàng rồi lên xe. Nơi Triều Lê Sinh đợi sẵn, một lúc sau Phùng Tiểu Phong cùng rời khỏi đó, tới xe và rời đi. Và đây Phùng Tiểu Phong và Triều Lê Sinh thường xuyên gặp gỡ. Hôm 22 tháng 6, gặp Phan chụp lại cảnh hai người cùng đến một câu lạc bộ, đêm và ở đó có 2 tiếng. Họ còn đồn đoán trường quay ở Hàn Điếm. Một số nguồn tin cho rằng tài tử họ Phùng muốn tái hợp với vợ cũ, cùng khi cô muốn duy trì mối quan hệ bạn bè, hai người hiện chung tay chăm sóc con trai. Cô bé sẽ ở với nhà bà nội, thỉnh thoảng mẹ đón về, chợ mọi đồn đoán quay về bên nhau, cặp song không lên tiếng. Phùng Tiểu Phong và Triều Lê Sinh ly hôn tháng 4 năm 2021. Con trai tưởng tượng của họ sống với ông bà nội chăm sóc. Hai diễn viên bận rộn đóng phim, Triều Lê Sinh cùng chồng cô điều kiện thăm nom con. Cả hai đều mong muốn tưởng tượng nhận được đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ. Sau khi ly hôn, Triều Lê Sinh và Phùng Tiểu Phong tập trung cho sự nghiệp. Họ không bị bắt gặp của đối tượng người hay vướng tin đồn tình ái. Theo Sunny, hai diễn viên chờ mối quan hệ tuyệt đẹp khi chia tay, dù Triều Lê Sinh từ chối tái hôn với chồng cũ. So với dương mịch, hình ảnh của mẹ đơn thân của Triều Lê Sinh cũng nhận được sự yêu thích hơn. Dù bận rộn công việc, nữ diễn viên luôn dành thời gian mỗi gọi điện cho con, mua đồ chơi, quà bánh và mỗi cuối tháng sẽ tranh thủ về thăm bé và chồng cũ. Phùng Tiểu Phong cũng giữ mối quan hệ rất tốt với con.
Ngày 23 tháng 4, trưởng Lê Trinh Phùng Tiểu Phong thông báo cả hai đã ly hôn, cặp đôi chia tay trong hòa bình và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết. Họ quen nhau đến với nhau vì công việc, cùng xa cách vì công việc. Dù không còn chung một nhà, cả hai sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành. Công ty Gần Lý chia sẻ, trong 3 năm hôn nhân, cặp đôi diễn viên vướng ít nhiều đồn đoán đổ vỡ, ngoại hình. Triệu Lê Trinh sinh năm 1987 đang là diễn viên ăn khách trên màn ảnh nhỏ. Năm 2013, cô gây dấu ấn với vai chính trong Lục Trình Truyền Kỳ, Hoa Thiên Cốt, Chú Kiều Truyền. Năm 2017, Triệu Lê Trinh xếp thứ tư danh sách gốc khoa kiếm tiền nhờ nếp do báo chí bình chọn. Hiện cô là đồng của 3 tập đoàn và là phó chủ tịch của một công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.